Chào mừng các bạn đã ghé xem video của mình nha. Một trò chơi boxing đấm bốc cho chúng ta một cảm giác rất là mạnh trong khi chơi trò chơi này. Sau khi vào trò chơi, chúng ta sẽ sở hữu những võ sĩ mới đầu thì võ sĩ của chúng ta được tạo thì cũng sẽ rất là yếu, nhưng sau khi chúng ta nâng đầu lên và nâng những sức mạnh của anh ta lên để bước vào những trận chiến đấu với những cú đấm ngàn cân và sức mạnh. Now we're off to a winning start. Wow! Đạp về! Ai à! Chết rồi! Mình bè gió rồi! Ôi trời ơi! Cũng mất khá nhiều máu pha bè gió với đối thủ. À! Grip quá! Hay quá! Giá kỹ năng! Đẹp đẹp! Đối phương! Ôi trời ơi! Quả! Nhảy thú lốc vào đầu. Máy ở đây chỉ là trò chơi thôi. Nếu ở ngoài như vậy thì chắc là quay ít cổ. Úi giời. Cứ đi tiếp tục. À quả. Mẻ gió này. Chú em thích lại bẻ gió anh à. Giờ thích cho chú em. À vẫn chưa ăn mặt gì. Này chịu đó tiếp đi. Một cú, wow! Ui dồi ui, quả kết thúc đè bẹp cổ luôn. Wow! Nhìn quả võ sĩ quá kinh khủng. Sau khi mình vượt ải đã hoàn thành và được thưởng một and con võ sĩ mới. Võ sĩ có mặt là Akan. Rồi những cú đấm liên tiếp và cú lên gối. Ui trời ơi. Và đây là kỹ năng của anh ta. Một cú bẻ cổ. Ui trời. Với những cú đấm knock out liên tục. Ui trời ơi. Sao lại trên đấm vào mặt đối phương thế này? Úi giời ơi, thế này thì chịu sao rồi? Ôi giời, chết rồi. Bị ăn đòn rồi. Họ ra kỹ năng gì đây? Úi giời ơi, một kỹ năng của họ nhìn không ăn thua. Pha bẻ tay và bóp vắt cổ đối phương để kết thúc trận đấu. Yeah. Nên trận đấu quá kinh khủng với trò chơi đấm bốc. Bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Thank you anh em nhiều.